Nhân lúc bạn gái đang mải ăn, anh bạn trai chơi chiêu đã xoay đôi đũa và hạ đầu kia xuống phần cơm của bạn gái, gắp mất con tôm rồi xoay đũa lên cho luôn vào mồm. Cô gái thấy rõ ràng vừa bị hách mất cái gì đó trong phần cơm của mình nhưng không có chứng cứ nên chỉ biết ngậm ngùi.